10 người nhân với là 1,5 triệu được người đồng tháng. Công ty có quy chế tiền ăn giữa ca không vượt quá 2 triệu đồng. Vậy thì 2 triệu đồng thì cái người này là được trừ hết đúng không ạ? Còn cái người mà 2 triệu 2 đồng này thì cái người này là 10 người nhân với 200 ngàn. Vì không được quá 2 triệu mà người này chỉ có cái khoản mà chi cho 10 người với 2 triệu 2 này, khoản này có phần vượt. Cái đó chi phí không được trừ ở đây nha. Cô liệt kê đây là cái phần là để những kế toán trước thuế. Chi phí vậy thì ở đây sẽ là 10 người nhân với 200 ngàn. Và tiếp theo đến tiền thù lao cho ban kiểm soát nha, tiền thù lao cho ban kiểm soát. Cho ban kiểm soát mà không trực tiếp tham gia. Người mà không trực tiếp tham gia này quên đi cái chỗ này. Các bạn nhớ giùm cô là nhân có 12 tháng nữa nha. Coi chừng mình bị nhầm cái chỗ này khi thi kiểm tra, chúng ta nhân số tháng nữa. Không trực tiếp tham gia là chi phí không được trừ. Do đó đây toàn bộ là 5 triệu đồng cho 10 người. Anh cho 12 tháng. 5 người nhân với 12 tháng. Một tiếp theo là trang phục chi bằng tiền người lao động. Mười người bằng hiện vật có hóa đơn chứng từ thì là được trừ hết đúng không ạ? Còn bằng hiện vật bằng bằng tiền á, thì không được quá 5 triệu đồng người một tháng. Giờ đây đây có 10 người mà một người là 1 triệu thì nhân lên cho là người thì nó sẽ là 10 triệu đồng đúng không? 10 triệu đồng. Tiếp tới vay tiền của cá nhân bên ngoài. Vay tiền cá nhân bên ngoài thì bạn sẽ thấy đây là công ty này nó góp đủ vốn điều lệ, chi phí tiền vay vay của cá nhân bên ngoài 1 tỷ trả lãi trong một tháng với mức lãi suất 13% một năm. Lãi vay cho ngân hàng nhà nước công bố là 16 là 6 6% một năm. Tức là vay là chỉ trả lãi có một tháng thôi các bạn đúng không, trả lãi tức là vay chỉ một tháng thôi với mức lãi suất 13% mà ngân hàng công bố là 6%. Vậy nếu mà góp vụ vốn điều lệ thì chi phí lãi vay không được trừ sẽ là phần vượt so với 150%. Vậy này là nhân cho 13 nè, trả một tháng thì là nhân với 13% nè đúng không, một tháng thì chia cho 12 nè đúng không. Đây là toàn bộ chi phí lãi vay nhưng mà chúng ta chỉ được trừ là không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước, thì chúng ta sẽ nhân với 150% nhân với lãi suất cơ bản ngân hàng nhà nước là 6% và chúng ta sẽ chia cho đúng không? Thì sẽ là 3 triệu, 3 triệu 3. Tiếp theo là trong năm có một tài sản cố định nguyên giá là 720. Là 720. Trích khấu hao thì kế toán 10 năm theo thuế là khấu hao thì thuế mức cao nhất là 5 là 6 năm và doanh nghiệp thì đang trích khấu hao năm thứ năm đúng không, năm thứ năm. Vậy thì bạn thấy được là 720, nếu mà 720 nếu mà khấu hao theo thuế theo kế toán chứ ha,
kế toán. Kế toán thì chúng ta là 10 năm mà thuế là 6 năm. Vậy ở đây thì chúng ta sẽ bằng cái này và chúng ta sẽ chia cho 10 năm là theo kế toán. Theo thuế thì nó sẽ bằng là 7,20. Vậy thì chúng ta sẽ thấy nè. Mình nó theo 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 kế toán á. Cái lợi nhuận kế toán trước thuế này nè. Trên đây là lợi nhuận kế toán trước thuế này nè các bạn, là cái lợi nhuận đã dựa trên cái mức khấu hao kế toán là 7 triệu 2. Đúng không ạ? Ủa sao chỉ cho 6 năm? Con này chỉ cho 10 năm. Một năm sẽ là 720, 772, còn đây là 120, 6 năm sẽ là 120. Thì bạn thấy là cái lợi nhuận kế toán trước thuế này được tạo ra là dựa lên trên cái gì? Dựa lên trên cái chi phí mà tính theo kế toán. Nhưng mà theo thuế thì nó làm sao? Được phép tính gì? Được phép tính tới 120 mà kế toán mới tính có 72 thôi. Vậy kế toán thì nó sẽ làm gì đây? Nó sẽ làm giảm. Đúng không ạ? Vậy là mình sẽ tăng chi phí lên gì, cái phần này nè, được phép tăng chi phí lên 48 nữa thì mới lên tới 7 đến 120. Vì cái phần này nó nằm ở trong nhóm gì đây? Điều chỉnh giảm. Đúng không ạ? Vậy phần khấu hao này nó trong nhóm là gì? Điều chỉnh giảm được không ha? Ở đây cô cho một cái nhóm gọi là điều chỉnh giảm. Chỉnh giảm. Thì nó chính là bằng gì đây? Bằng này luôn đi. Chia cho 6 này đúng không? Chia cho 6 trừ cho 720 đúng không? Là bằng 48. Được không ạ? Tôi giải thích nha. Cái này để điều chỉnh giảm cái thu nhập tính thuế. Tiền phạt. Đây là khoản tiền phạt. Khoản tiền phạt. Phạt thì là chi phí không được trừ. Thì nó sẽ bằng là 30. Lãi trên lệch tỷ giá hối đoái à, lãi lãi trên lệch tỷ giá hối đoái đây là cũng khoản điều chỉnh làm giảm đúng không ạ? Chi phí không được trừ, nhóm điều chỉnh làm tăng. Lỗ là tỷ giá là được đưa vào chi phí đúng không ạ? Đưa vào 6-3 năm, nhưng mà 6-3 năm đó là chi phí không được trừ. Vậy là chi lỗ là không được tính vào chi phí được trừ, vậy đó lãi cũng không được tính vào thu nhập. Đúng không ạ? Vậy nó cũng nằm trong nhóm điều chỉnh giảm là gì? 100 triệu đồng. Nghe không ạ? Lãi lỗ do đánh giá lại vào cuối năm nó là lãi lỗ chưa thực hiện. Do đó nó sẽ không được tính nha, nó sẽ không được tính. Nhận cổ tức. Nhận cổ tức đây là khoản gì đây? Nhận cổ tức cũng nằm trong nhóm điều chỉnh giảm, vì đó là thu nhập miễn thuế. Đúng rồi, nhận cổ tức nó cũng nằm trong nhóm điều chỉnh làm giảm. Đó là thu nhập miễn. Rồi này cũng nhóm điều chỉnh làm chi phí không được trừ là nhóm điều chỉnh tăng. Rồi lợi nhuận kế toán trước thuế. Chúng ta có lợi nhuận kế toán trước thuế nè. Được không ạ? Lợi nhuận kế toán trước thuế. Thì lợi nhuận kế toán trước thuế thì nó sẽ là cộng với điều chỉnh tăng. Là thu nhập. Này nó có lỗ không? Không có lỗ ha. Thu nhập tính thuế. Thì nó sẽ bằng là ở đây là 20 tỷ này
với điều chỉnh tăng và trừ cái nhóm điều chỉnh giảm. Vậy thu nhập tính thuế thì nó sẽ bằng bao nhiêu nè? Ok ha. Rồi, vậy chúng ta thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, nhớ nha, thì nó sẽ bằng này nhân với, và chúng ta sẽ định khoản nó là, lưu ý, nợ một đúng không ạ, có ba và bốn đúng không ạ, nó bằng số tiền này. Ok ha. Còn khi nào nộp thì chúng mới ta là nợ của tài khoản 334 có. Cái này gọi là nợ thuế nha. Cái này là nợ thuế. Bút toán là đi nợ thuế. Còn ở đây là gì? Chi phí ghi nhận là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Wow, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành à, lưu ý ha, chứ không phải là cái bút toán này là định khoản vậy đâu nha, tôi chưa có nộp mà, đây là thuế tôi phải nộp, còn cái đây là tôi đi nộp. Ok ha, và lưu ý giùm cho cô, đó là bài số số 4 chúng ta cần phải